Blue Bunny Thỏ Xanh TV. Truyện cổ tích Việt Nam, cậu bé Tích Chu. Ngày xưa ngày xưa có một cậu bé tên là Tích Chu. Bố mẹ mất sớm, Tích Chu ở với bà. Hằng ngày bà phải làm việc vất vả kiếm tiền nuôi Tích Chu. Có thứ gì ngon bà cũng dành cho Tích Chu ăn. Ban đêm bà thường thức để quà cho Tích Chu ngủ. Thế nhưng Tích Chu lại chẳng thương bà. Cậu suốt ngày mãi mê rong chơi, đánh khăn, đánh đáo với đám bạn. Vì tuổi già sức yếu, làm việc vất vả, ăn uống lại kham khổ nên bà bị ốm. Một ngày nọ bà lên cơn sốt cao, trên giường bà cất tiếng gọi: Tích Chu ơi, cho bà ngụm nước, bà khát quá. Bà gọi một lần, hai lần, rồi ba lần nhưng vẫn chẳng thấy Tích Chu đâu. Khát quá bà liền biến thành chim. Đúng lúc đó Tích Chu thấy đói nên chạy về nhà kiếm cái ăn. Tích Chu gọi bà: Bà ơi, bà có cái gì ăn không? Cháu đói quá. Không nghe thấy tiếng của bà, Tích Chu chỉ nhìn thấy con chim nhỏ đậu trên cửa sổ. Đột nhiên chim cất tiếng nói: Tích Chu ơi, bà khát nước quá, bà phải biến thành chim bay đi kiếm nước uống, bà đi đây. Tích Chu sợ hãi kêu lên: Bà ơi, bà đừng đi, cháu sẽ không đi chơi nữa ạ. Thấy chim vỗ cánh bay đi, Tích Chu hoảng quá vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa gọi bà: Bà ơi, bà đừng đi, bà đừng bỏ cháu bà ơi. Tích Chu cứ chạy mãi theo chú chim. Cuối cùng Tích Chu gặp chim đang uống nước ở một dòng suối mát. Tích Chu gọi: Bà ơi, bà trở về với cháu đi, cháu sẽ đi lấy nước cho bà, cháu sẽ không làm bà buồn nữa. Chim liền cất tiếng: Muộn quá rồi cháu ơi, bà không trở lại được nữa. Nghe chim nói, Tích Chu à khóc. Tích Chu thương bà và hối hận nhưng không biết làm sao để bà quay lại. Đúng lúc đó có một bà tiên hiện ra và bảo Tích Chu: Tích Chu ơi, vì cháu chưa ngoan, chưa biết chăm sóc khi bà ốm nên bà đã biến thành chim để bay đi tìm nước uống. Tích Chu vừa khóc nức nở vừa nói: Bà tiên ơi, làm thế nào để cháu cứu được bà cháu bây giờ? Bà tiên nói: Ta cho cháu bình đựng nước này, nếu cháu muốn bà trở lại thành người thì cháu phải đi lấy nước suối tiên cho bà cháu uống. Đường lên suối tiên xa lắm, cháu có đi được không? Cháu cảm ơn bà, dù đường xa thế nào cháu cũng đi được ạ. Rồi cậu bé dặn chim nhỏ quay về nhà đợi mình. Cậu bé Tích Chu mừng rỡ vô cùng, vội vàng hỏi đường đến suối tiên. Rồi chẳng một phút chần chừ, Tích Chu hăng hái đi ngay. Tích Chu chạy mãi, vượt qua bao nhiêu gian khổ, đường xa, núi cao. Cuối cùng Tích Chu cũng đến được suối tiên. Cậu vội vàng lấy đầy bình nước mang về cho bà. Về đến nhà, Tích Chu gọi to: bà ơi, cháu mang nước về cho bà rồi đây, bà mau uống đi. Sau khi được uống nước suối tiên, bà Tích Chu trở lại thành người. Tích Chu ôm chầm lấy bà, vừa khóc vừa nói: Bà ơi, cháu biết lỗi rồi, từ nay cháu sẽ luôn ở bên và chăm sóc bà. Từ đấy, cậu bé Tích Chu hết lòng yêu thương chăm sóc bà, hai bà cháu lại chung sống hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn các bạn và các em đã xem xong video này. Và bây giờ là Thỏ Xanh sẽ xin giới thiệu với các bạn về quyển sách của cậu bé Tích Chu nha. Đây là quyển sách mà kênh đang có. Đây, trong quyển sách này người ta sẽ thể hiện hai phần là tiếng Việt ở trên, tiếng Anh ở dưới và hình vẽ minh họa ở trong đây. Nếu mà các bạn nhớ thì đây chính là cái nhân vật mà được dùng làm trong video chính. Hình vẽ và màu sắc nhân vật rất là dễ thương, màu sắc là hài hòa và đẹp mắt. Đấy, các bạn thấy chưa? Mỗi một trang là để hiện đều thể hiện được cái những nét vẽ mà tác giả muốn thể hiện cho cái câu chuyện này. Và toàn bộ câu chuyện mà về trang sách thì mình có tất cả chỉ có 12 trang thôi. Khi mà cầm quyển sách đọc á, thì các bạn có thể nhìn lại được tất cả các từ ngữ, đặc biệt là những từ tiếng Anh nó được dùng và dùng trong đây, có thể là giúp cho các bạn là nhìn và đọc lại được toàn bộ câu chuyện dễ dàng hơn khi xem trong video. Giá sách hiện hành bán ở trên quyển này chỉ có 12.000, nên là theo như là Thỏ Xanh thấy là nếu mà các bạn có điều kiện thì hãy sở hữu cho mình quyển sách như vậy để giúp vừa nâng cao kiến thức và vừa giải trí nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Lần sau thì mình sẽ tiếp tục hoàn thành tiếp những cái câu chuyện tiếp theo để gửi đến với mọi người nha. Nếu có bình luận hoặc là góp ý cho kênh hoặc là yêu thích câu chuyện nào thì hãy để lại thông tin ở phía bên dưới. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào. Mời các bạn nhấn đăng ký kênh và nút chuông để nhận thông báo các video mới nhất nha. Xin chào.